mến chào quý khán giả Thưa quý vị, việc mãi lộ tại Việt Nam ngày nay không phải là vấn đề hàng ngày mà là hàng giờ đối với người dân trong nước Đa số đều nhức nhối vì nạn đóng hụi chết cho cảnh sát giao thông Mỗi khi bị chặn với vô số luật lệ mà không một người dân nào nắm nổi Câu hỏi được đặt ra là nạn mãi lộ cho cảnh sát giao thông bao giờ mới hết Và nguyên nhân vì đâu phát sinh ra sự việc này Thưa quý vị, mới đây trong một cuộc họp cho ý kiến về sử dụng khoản tiền phạt của Cảnh sát Giao thông, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng cho biết năm 2013 số tiền phạt thu được lên đến 2.000 tỷ đồng. Tuy vậy, chế độ cho các cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ rất ít ỏi dù họ thường xuyên phải tham gia các chiến dịch giao thông. Ông kêu gọi chính phủ cần cân nhắc lại quy chế bồi dưỡng. Còn theo Bộ trưởng Trần Đại Quang thì nếu chia bình quân chỉ tính riêng quốc lộ, mỗi cảnh sát giao thông phải đảm đương 70 km đường và chia nhau trực 24 trên 24 và mỗi ca trực tiền bồi dưỡng chỉ mua được cái bánh mì. Các thông tin hiện nay đang gây tranh luận trên các trang mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng số tiền 100.000 đồng cho một ca trực nếu đều đều có thể tính thành 3 triệu một tháng. Điều đó có nghĩa là lớn hơn lương của 70% công nhân ở Việt Nam. Một số cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mãi lộ của ngành cảnh sát giao thông. Mời quý vị cùng đến với một vài ý kiến nổi bật về sự việc này. Nick Trinh Lương chia sẻ như sau. 100.000 mua được một chiếc bánh mì hoặc không mua đủ nước lọc. Đành rằng các anh vất vả, đành rằng chế độ đãi ngộ chưa được cao lắm, nhưng so với mặt bằng chung thì tôi nghĩ các anh vẫn đảm bảo cuộc sống rồi. Nước ta còn nghèo, mặt bằng chung thu nhập còn thấp. Nhìn lại thu nhập các công nhân viên chức mà xem, họ cũng làm quần quật nhưng thu nhập có được bao nhiêu. Công nhân quê tôi đang mơ được lương bằng tiền mua bánh mì của các anh đó. Nick mệt nghỉ thì cho rằng, bộ trì ngân sách nên chính phủ phải cướp miếng ăn của cảnh sát giao thông nhằm ngăn chặn hiện tượng tư túi tiền phạt người vi phạm của cảnh sát giao thông nếu anh Quang kể khổ để giữ lại mà không được, cảnh sát giao thông sẽ trở lại như ngày xưa. Nghĩa là các bà mẹ ra đường cần có 100.000 kẹp sẵn trong giấy cứng cho các nhà sư cưỡi hạc mỗi khi họ vung gậy kiếm bánh mì. Ngoài ra, các trường trung cấp cảnh sát giao thông cũng có một môn mới gọi là kỹ năng ảo thuật đường phố. Nick Tèo chia sẻ, đọc xong tự nhiên khóc hoa, nước mắt tuôn trào như suối. Bao nhiêu hiểu lầm các anh, các chú cảnh sát giao thông bỗng dưng tàn biến. Thường đức ruột các anh, các chú thức hôm thức khuya lúc bờ núp bụi, khói bụi cây xe mà cũng chỉ có ổ bánh mì mà ăn. Thưa quý vị, Nick Đăng Trung Hiếu cho rằng cũng vì số tiền quá ít nên nạn mãi lộ mới xảy ra. Hãy đặt mình vào vị trí của họ. Tại sao họ phải làm như vậy? Suy cho cùng cũng bởi vì đồng lương quá ít ỏi, nếu bạn là họ, liệu bạn có làm như vậy hay không? Họ còn có vợ trẻ con thơ ở nhà chờ tiền ăn, tiền học, tiền điện, tiền nước. Chính điều đó tạo một thói quen và nhiều người bắt đầu coi việc này là việc hái ra tiền. Khi một người ngồi vào vị trí đó mà làm sai, đó là lỗi của họ. Nhưng khi có bất cứ ai vào và họ đều làm như vậy thì chẳng phải là cần nhìn nhận lại xã hội này hay sao? Lỗi không chỉ ở họ mà là do chúng ta, cả xã hội. Thưa quý vị, để có thêm nhận định về vấn đề này, cùng chia sẻ với chúng tôi hôm nay là blogger Nguyễn Lân Thắng, một trong những nhà dân chủ đấu tranh cho quyền tự do con người tại Việt Nam. Dạ Vâng, xin gửi chào đến anh Nguyễn Lân Thắng. Thưa anh, Việt Nam có cách giải quyết các cái vấn đề khúc mắc không theo một cái hệ thống hay là cái theo một cái logic nào cả? Nhưng người ta vẫn nói đùa là giống như các cụ quê ngày xưa đó là giật gấu vá vai. Thì theo anh liệu có thêm bồi dưỡng thì có chấm dứt được cái tình trạng mãi lộ của cảnh sát giao thông Việt Nam hiện nay hay không ạ? Ừ, tôi nghĩ là cái tình trạng là cảnh sát giao thông mãi lộ ở Việt Nam nó rất là phổ biến và nó là một cái hiện tượng xảy ra từ rất lâu rồi. Cái việc mà bồi dưỡng thêm cho cảnh sát để họ có thể có cái thu nhập nó 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 chỉ là một biện pháp tình thế và nó không xử lý được tận gốc vấn đề cái vấn đề ở đây từ rất lâu rồi là chúng ta sống chung với rất nhiều các cái tệ nạn xã hội và rất nhiều những cái sự giả dối nếu như mà mình chỉ nhìn nhận vấn đề ở trong cái khía cạnh là người cảnh sát giao thông thì sẽ không xử lý được bởi vì cái chuyện mà tham ô hối lộ nó đã trở thành hệ thống và nó trồng chéo theo rất nhiều ngành khác nhau không phải chỉ riêng chuyện cảnh sát giao thông nếu như bây giờ mình đặt địa vị mình là một cái người làm cái nghề cảnh sát giao thông ở Việt Nam thế thì với một cái đồng lương như vậy thì liệu rằng là anh ta có đủ để nuôi sống vợ con anh ta không cái chuyện đó là cái chuyện mình phải nhìn theo nhiều chiều và nhiều khía cạnh thì mới có thể hiểu được vấn đề vâng thưa anh bên cạnh cái chuyện lương bổng thì Việt Nam có cần thay đổi cái cách giáo dục và cái cách đào tạo một cảnh sát giao thông hay không hay là theo anh thì làm sao để mà chúng ta có thể thay đổi cái vấn nạn xã hội này ạ? Ừ, cái chuyện giáo dục đào tạo cảnh sát giao thông nó chỉ là một cái chuyện giải pháp tình thế để xử lý cái vấn đề này và nó không phải là một cái phương pháp tổng thể. Vấn đề là chúng ta phải nghĩ đến cái làm sao để thay đổi được gốc rễ cái cái vấn nạn của xã hội. Cái chuyện này thì nó là một cái chuyện rất là khó bởi vì tôi đang nói đến cái chuyện là thay đổi cả một cái xã hội, cả một cái hệ thống và cái này đòi hỏi sự vận động của rất nhiều người dân thông qua những các cái hoạt động của xã hội dân sự từ việc mình lên án này, rồi mình tố cáo này, rồi mình phản ánh với uh, truyền thông, rồi trao đổi với nhau về những cái chuyện đó thì từ, từ 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 xã hội nó mới có những cái sức ép và từ cái sức ép đó thì thì mới có thể mong thay đổi được. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Lân Thắng đã dành cho chúng tôi phần chia sẻ của anh ngày hôm nay ạ thưa quý vị cựu thủ tướng singapore ông lý quang diệu đã từng khuyến cáo việt nam nên đảm bảo lương bổng cho các nhân viên nhà nước để tránh tình trạng tham nhũng việc cân nhắc lại quy chế bồi dưỡng cho cảnh sát giao thông cũng không ngoại lệ vì nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông là một hình thức tham nhũng tuy nhiên vấn đề mỗi ca trực của cảnh sát giao thông chỉ mua được cái bánh mì dẫu là chính xác cũng không thể biện minh cho nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông việt nam vì bên cạnh họ còn có rất nhiều ngành nghề khác mà lương bổng của công nhân còn kém hơn tệ hơn nhiều. Những công nhân này ắt hẳn cũng mong có được cái lương mua được cái bánh mì của cảnh sát giao thông. Quý vị nghĩ sao về lời phát biểu của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang? Xin chia sẻ hoặc email về cho chúng tôi. Mong được quý vị trở lại đón xem chương trình vào kỳ tới. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị.